xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Co68 và ngày hôm nay thì mình đã bước vào vòng 2 của cuộc thi Trader kể chuyện. Tức là vòng 2 mình sẽ phỏng vấn các bạn thí sinh ha. Mình sẽ có hình thức thứ nhất là các bạn thí sinh tự record, hình thức thứ hai là các bạn sẽ lên và phỏng vấn với Jenny. Thì ok, và bây giờ thì mình sẽ đến với một bạn trong vòng 2. Thì không biết là phòng mic có thể đưa hình ảnh của bạn lên được không ạ? Ok, bạn có nghe thấy mình nói rõ không? Ok, Jenny. Ok, rồi không biết là Lucas có thể giới thiệu về bản thân mình là ai và bạn đến từ đâu được không? Ok, thì mình tên là Liam, nhưng mà cái danh của mình thì xuống tới này thì mình người ta dùng là Lucas Trần. Mình thì làm trong cái lĩnh vực văn phòng, cụ thể là về lĩnh vực xây dựng. Cái công việc trước giờ của mình đó, nó là một cái công việc rất là ổn định qua hàng tháng, mà mình nói nó giống như là một cái gì đó nó rập khuôn vậy. Ok, ngành xây dựng của bạn là hiện tại bạn đang làm công ty đúng không? Bạn đang làm văn phòng đúng không? À, mình đang làm trong công ty gia đình. À, ok. Vậy thì không biết là ngành học của bạn nó liên quan đến hay là kiểu như là cơ duyên nào mà bạn đến với crypto? Ví dụ trước đây bạn học tài chính cho nên là bạn tìm hiểu về crypto hay là như thế nào? Thật ra mà nói thì trước đây mình học về ngành tài chính ngân hàng, nhưng mà mình tại sao mình lại cuối cùng mình lại làm mình về gia đình của mình là về ngành xây dựng. Cái cơ duyên mà mình được tiếp cận, mình biết tới cái thị trường crypto á, thì thực ra phải kể đến là cái người bạn của mình. Cái người bạn đó là từ năm 2016 á, thì người bạn đó của mình tham gia thị trường crypto với cái vai trò là một người miner. Thì cái công việc mà người bạn mình lúc cái thời điểm nó mô tả cho mình á, cứ nhắc đến cái cụm từ mà đào cái này đào cái kia, mình không biết cái đó là đào cái là cầm cuốc đào hay là nó làm cái gì mà đào đó. Thì bạn nó nhắc tới cái là Ethereum nè, rồi Bitcoin đào những cái đó, rồi nó là lợi nhuận rất là lớn. Thì vô tình cái thời điểm đó thì mình học về bên mảng tài chính, thì đối với nhiều cái hình thức đầu tư đó, thì mình không có xem nó là một cái gì mà nó lừa đảo. Đa phần thì mình đều có nhận định rằng á, bất kỳ một cái gì á, nó có lợi nhuận thì nó sẽ đi kèm rủi ro. Nhưng mà cái người bạn đó, cái mô hình crypto này đó là nó còn rất là mới, hầu như là rất cái thời điểm 16 mình nhớ là 17 rất là ít người mà nhắc tới nó. Và để tìm một cái cộng đồng, tìm một cái nhóm mà mình để học hỏi hay trao đổi về nó cũng rất là khó khăn. Cho nên nó là mình với người bạn đó của mình á cứ trao đổi qua lại, thì mình mới thấy được á là những cái gì mà người bạn mình đang làm á, có lẽ là đây là một cái cơ hội để giúp cho mình á là đang thoát đi được một cái công việc mà thực sự là nó đã trở nên nhàm chán, và cái mức thu nhập nó cũng không có cái gì đột biến. Mặc dù đó là mình làm cho công ty gia đình, nhưng mà thật ra có những cái là đối ở bản thân của mình á, mình muốn cái gì đó mình phải tự tìm ra cái con đường của mình. Vậy thì lúc đó bạn kiểu như là bạn đầu tư hay là bạn mua máy đào giống như một người bạn đó rồi bạn chơi? Thì nói cái trường hợp đó thì mình thời điểm đó mình mặc dù là theo người bạn của mình làm để hiểu về thị trường, nhưng mà mình lại không có chọn cách của người bạn của mình là trở thành một miner. Tại vì thời điểm đó mình nhận định như thế này, để bỏ vào một số tiền mà mình mining á, nó rất là lớn. Và mình hiểu được cái câu chuyện đó là bỏ tiền rất là lớn đào cái này nè, phải tính được cái thời gian làm sao thu hồi lại được cái tiền máy trước. Và mình thấy được là nó có những cái gọi là những cái thuật toán mà để tính toán cái hash rate để đào ra những cái đó, thì mình thấy là cái thời gian nó khá dài. Và cái thì chính vì cái thị trường này nó còn mới, và mình thấy thời gian dài như vậy á, mình mới suy nghĩ là lỡ đâu chăng rằng cái thị trường này nó chỉ là một cái trend hay là nó chỉ là một cái trào lưu nhất thời thì sao? Thì có lẽ là mình chưa kịp thu hồi lại cái vốn máy thì nó đã tiêu rồi. Cho nên á, mình học từ người bạn đó, nhưng mình lại chọn cách là mình mua một cái crypto. Và cái thời điểm đó mình nhớ á, là cái crypto mà mình đầu tư đó chính là Ethereum, mà chính người bạn nó cũng đang đào cái đồng đó luôn. Và mình á, lúc thời điểm đó mình nhớ là nó còn nhiều đồng khác nữa, mà tại sao mình không đầu tư mà mình lại đầu tư vào Ethereum? Thì mình suy nghĩ lúc đó nó cũng khá đơn giản là
trong thị trường mới thế này, thôi cái thằng nào mà nó là anh cả, thằng nào lớn thì cứ đầu tư vào thằng đó cho nó chắc ăn. Thì Bitcoin á, thì giá trị của nó thì mặc dù cái thời điểm đó nó nhỏ hơn so với bây giờ, nhưng mà nó là rất lớn đối với mình tại thời điểm đó. Mà Ethereum nó chỉ đứng sau thôi. Thì giá của nó mình nhớ không lầm, lúc mình biết tới nó cuối năm 16-17 nó chỉ tầm đâu đó khoảng gần $100 thôi. Cho nên là mình quyết định mình mua vào, không đầu tư nha. Vậy thì không biết là sau đó thì như nào, tức là bạn có những cái gọi là thất bại hay là vấp ngã hay là bị lừa đảo gì trong thị trường không? Cái sự khó khăn của mình á là cái thời điểm đó mình giống như là mình ví dụ như một chiếc thuyền nhỏ ngoài biển cả vậy. Thật sự là mình muốn học hỏi nhưng mà không biết học đâu, hay không biết học của ai, mà tìm kiếm rất là khó. Không phải như thời điểm mà bắt đầu từ 2019 cho đến bây giờ, mà là rất là nhiều cộng đồng cũng như là các cái venture hay là các cái KOL mà họ có chuyên môn, họ có kinh nghiệm về thị trường, bắt đầu là họ hoạt động cộng đồng mạnh và họ chia sẻ kiến thức nhiều. Thời điểm đó lúc đó mình giống như là, có lẽ mình giống như các bạn mới bây giờ, là mình chỉ biết mua đó rồi giống như kiểu mà thắp nhang hên xui rồi mình không biết là đi về đâu hết. Nhưng mà cũng may mắn một cái là cái thời điểm mình mua là giá nó còn đang rất là thấp. Tại vì mình thì cũng hỏi một số anh chị bên chứng khoán á, họ cũng đầu tư về stock, thì họ cứ nói mày vào giờ thì nếu mày không biết mua lúc nào, mày cứ thấy lúc nào mà thấy nó giảm thì lúc đó mày hãy mua, chứ đừng mua lúc nó tăng. Thì mình cứ mù mờ mà, thì mình thấy cái đó nó cũng hợp lý, mình cứ làm theo như vậy. Tới cuối cùng á, tới cuối năm 2017 mình bán cái Ethereum mà mình đã đầu tư. Thì phải nói rằng khi mà nhìn nhận tới chiều dài thị trường tới bây giờ á, cái thất bại lớn nhất của mình á là mình đã là người có cơ hội, cái cơ duyên mà được biết và tiếp cận nó từ cuối 16 cho tới bây giờ rất dài. Vậy mà mình không giữ được gọi là bất kỳ một cái Ethereum nào á mà mình đã mua cả. Từ thời điểm đó mình mua rất là nhiều. Và mình lúc đó 17 á, mình khi mà mình cash out ra hết toàn bộ á, mình còn rất tự hào là có lẽ là cái thị trường nó sắp sập rồi, may mà mình thoát ra kịp. Cho nên là mình rất là mừng. Giống cái cảm giác của mình lúc đó là thoát ra khỏi một, mình rất là vui vì giống như mình vừa thoát ra khỏi cái cảm giác là một cái mô hình lừa đảo nào đó vậy đó. Mình thoát kịp kiểu như vậy. Nhưng mà bây giờ á, khi mà mình nhìn lại mình thấy thật sự là cái số tiền mà nếu mình nói mình giữ được tới bây giờ, mình nói là không biết bao nhiêu mà đếm được. Nó rất là tiếc, tiếc tới độ mà mình nghĩ rằng có thể cái số tiền đó không biết là mình có thành triệu phú hay là cái gì hay không, nhưng mà chắc chắn là số tiền nó lớn mà mình có thể giúp cho mình mà nó có một cái hướng ngã rẽ khác trong cái cuộc đời của mình. Còn cái còn cái sự mà thành công của mình á, thì mình thấy là sau khi mà thanh lý toàn bộ hết những cái Ethereum mà nó mua từ năm 2017, thì tới năm 2019 á, thì mình không phải là ngẫu nhiên là mình quay lại thị trường, mà là lúc này nè, cộng đồng hoạt động sôi nổi về crypto, và nó khác với lúc trước của mình, đó chính là lúc này mình được nghe nhiều, không những là tất cả anh chị có chuyên môn, các KOL có kinh nghiệm họ chia sẻ. Thì mỗi ngày á, mình ngoài cái công việc chính của mình á, mình dành cái thời gian rỗi mình học, mình đọc, mình hiểu từ những cái người mà họ có chuyên môn như vậy, thì tự nhiên mình mới bắt đầu suy nghĩ lại những cái thời gian trước đây của mình. Mình cảm thấy rằng có lẽ mình sai ở chỗ là mình nhìn nhận về cái tầm nhìn thị trường này quá ngắn. Cái thứ hai nữa là cái thời điểm nó có lẽ nếu mà gọi là đầu tư thì nó không giống đầu tư, giống như đầu cơ thì đúng hơn. Mình chỉ nhảy ra nhảy vào nhanh kiếm một số tiền. Thì khi mà mình dành cả một năm 2019 mình chỉ học và đọc, tích lũy kiến thức về crypto như vậy, thì mãi tới năm 2020 mình mới bắt đầu mình mua vào. Và tại thời điểm 2020 mình rất là may mắn là việc một năm 2019 mình tích lũy kiến thức, mình thấy tự hào nhất đó chính là mình chọn cái con đường mà nó rất phù hợp với mình, đó chính là hold dài hạn. Và mình đặt mục tiêu cũng có kế hoạch, cái lộ trình mà đi dài với thị trường, nên mình chỉ đầu tư vào các cái coin nền tảng và các cái hệ sinh thái lớn
cũng như là các cái top coins, trong đó là mình đã mua lại Ethereum. Thì tới bây giờ gần hết là năm 2021 rồi, mình mới thấy được là cái niềm vui mà khi mà mình quay lại cái thị trường sau cái thời gian mà mình gọi là mình tiếc nuốt cái số tiền mình đã mất. Nhưng mà nó vẫn rất là đau đớn khi mà mình nghĩ lại cái thời điểm mà mình mua Ethereum mà chưa tới 100 đô. Thực sự là nó cay đắng lắm. Nếu như mà bạn theo trường phái hold dài hạn như vậy á, thì mình thấy ít người làm được lắm. Thực ra nói hold thì hold như vậy thôi, chứ hold theo năm theo tháng mình thấy ít người làm được lắm. Vậy thì bạn có cái gọi là chia sẻ kinh nghiệm cũng như là có những cái tips gì với bản thân mình cũng không làm được thật sự. Mỗi lần mà thị trường lên xuống này kia, tâm lý của mình hồi hộp cực kỳ và mình cũng không thể vững tay được á. Thì đối với những bạn mà đang mong muốn có thể hold dài hạn được, không biết là bạn có thể chia sẻ những cái liên quan đến làm sao mình để quản lý tâm lý của mình được không? Ok. Thì cái quan điểm cá nhân của mình á, cái trước tiên mà mình tại sao mình lại hold mà mình không có như mình quay lại nhưng mà mình lại không như trước đây, là mình chọn cái cách mà mua đi bán lại theo từng nhịp của nhịp sống của thị trường. Thì mình thấy như thế này, cái khoảng thời gian mà mình học hỏi được á, mình nhìn thấy á, cái thị trường crypto này nè, nó còn rất là non trẻ và mới. Mặc dù á, nó gọi là số hóa nhịp, cái thời điểm mà mình quay lại mình biết 2019 á, thì nhiều người cũng hay so sánh là giữa cái việc mà chứng khoán với crypto được đem ra so sánh rất là nhiều. Nhưng mà mình thấy á, cái chứng khoán thì nó đã có từ mấy trăm năm rồi, còn crypto nó rất là non trẻ. Và mình thấy cái điểm khác biệt ở đây á, đối với crypto là nó ứng dụng cái công nghệ blockchain, là nó đang nói về sự tương lai. Và mình nhìn thấy được một cái điểm là hiện tại đang phát triển về công nghệ, chứ thực ra là chưa có được cái gọi là cái sự margin từ cái thế giới thật vào cái công nghệ mà để cho nó có cái sự mượt mà và nó có cái sự lan tỏa đến gọi là các cái doanh nghiệp phổ biến. Thì cái chặng đường đó mình thấy nó còn rất là xa. Nhưng mà xa ở đây có thể là mình không biết nó tới khi nào, nhưng mình biết rằng cái việc này có chắc chắn rằng nó sẽ xảy ra. Vì mình cho rằng á, cái sự đột phá trong tương lai, cái sự đột phá cái công nghệ, cái sự tiên tiến là những cái mà con người ta không thể ngăn cản được. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ chọn cái con đường hold. Và một cái điều thứ hai nữa là tại sao mà mình hold, đó chính là mình đặt câu hỏi ngược lại là nhiều bạn á, bạn phải nghĩ tới cái công việc của mình, là nếu cái công việc của bạn nó ổn định, nó đảm bảo cái cuộc sống cho bạn và bạn vẫn thích làm nó, thì bạn nên chọn cái con đường hold. Tại vì sao? Cái công việc ổn định nó tạo ra cái thu nhập, mặc dù á nó không tạo ra một cái nguồn tài chính đột biến cho bạn để bạn làm cái gì đó, nhưng mà nó đảm bảo cho bạn về cái cuộc sống, về cái tinh thần, để cho bạn khi mà bỏ cái số vốn mà bạn đã dành cho cái đầu tư ra, bạn không có lo lắng về cái chuyện mà nó lên xuống, mà cái chuyện mình phải gấp rút hay là cái sự hối thúc về cuộc sống. Mình phải cash ra, mình làm cái này, mình làm cái kia, mình chia cái nọ. Cho nên là mình thấy may mắn một phần á, là mình chọn đúng vì cái suy nghĩ, và cũng như rằng có lẽ là vì có thể là có chỗ, có thể là vì gia đình của mình đang làm cho gia đình của mình, có thể là những bạn khác á, họ cũng có thể nghĩ giống mình, nhưng mà họ bị cái khó khăn là họ cũng đang phụ thuộc ở một cái doanh nghiệp khác mà cũng không biết được là cái công việc của mình nó sẽ như thế nào, cho nên đôi khi còn cái sự mông lung trong đó. Ok, cảm ơn những chia sẻ của bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thì mình thấy, mặc dù mình chưa nói chuyện, mình cũng chưa gặp bạn bao giờ, nhưng mà mình thấy cái cách chia sẻ của bạn đó, nó rất là nhẹ nhàng, bình tĩnh. Bạn biết bạn đang nói gì, rồi những cái câu từ mà bạn đang nói thì nó rất là thực tế, thật sự rất là thực tế luôn. Và những lời khuyên đều là từ những kinh nghiệm mà bạn đã trải nghiệm rồi, bạn đã học được rồi, bạn đã va vấp từ thị trường rồi, bạn mới nói ra để cho các bạn nghe ngày hôm nay, thì là một điều rất là trân quý ha. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Không biết là trước khi kết thúc video này, bạn có muốn nói gì đến cho khán giả không? Thì trước khi mình có một cái, mình nghĩ là mình có một cái bài học và một cái rút ra từ cái kinh nghiệm mà chính bản thân mình trong cái hành trình mà mình tham gia crypto trong từ năm 16 cho đến tận 21 bây giờ luôn. Thì mình thấy được là cái việc đầu tiên mà trước khi các bạn tham gia thị trường crypto, các bạn phải đặt cái câu hỏi mà là các bạn phải tìm hiểu những kiến thức chung trước, tìm hiểu xem là crypto này, cái thị trường này nè, các bạn
gọi là các bạn nhìn nhận như thế nào về cái thường trend, về cái thị trường này, để quyết định rằng các bạn đầu tư là đầu tư theo cái kiểu như thế nào. Có nghĩa là các bạn đầu tư theo cái gọi là đầu cơ, nhảy ra nhảy vào rồi này kia, hay là các bạn nhìn thấy được cái sự xa của cái thị trường này mà các bạn có được cái tính toán, cái lộ trình, cái kế hoạch cho mình. Và thêm một điều nữa, mình thấy là những cái bạn hay mắc sai lầm ở một cái chỗ đó, là mình biết đó, là cái tâm lý đó, là ai cũng muốn làm giàu, kiếm tiền, là nó bị cái lòng tham. Thì mình đồng ý ở chỗ cái lòng tham, có nghĩa là chúng ta phải có lòng tham thì chúng ta mới nghĩ cách và kiếm được nhiều tiền hơn. Tại vì không có cái đó thì làm sao mà chúng ta nghĩ cách và kiếm được nhiều tiền hơn được. Nhưng mà cái sự mình thấy là mắc lỗi ở đây là các bạn lại thường là các bạn thích nhanh. Mình thấy là nhanh ở đây là thường là nó sẽ vấp ngã. Là mình để ý là các bạn thường mà mình thấy hay hỏi như thế này. Khi trước khi đầu tư vào con nào, các bạn không bao giờ mà nghiên cứu hay là đọc kỹ về nó. Và mình nói cái kiến thức mà những cái crypto bây giờ được các đội nhóm cũng như là các team họ nói rất là nhiều, và họ dùng những cái ngôn ngữ mà mình nói là ai cũng thể tiếp cận được hết đó, chứ không phải là chỉ dành cho những cái người mà làm dev họ mới hiểu. Các bạn mắc một cái lỗi là các bạn mua rồi, các bạn thấy nó không lên rồi, các bạn mới đi hỏi người ta là con đó là con gì hay như thế nào. Thì lúc đó các bạn bắt đầu lo sợ. Thì mình khuyên các bạn á, hãy đọc hiểu về nó trước khi đầu tư. Và khi đầu tư á, đừng có nên có một cái tư tưởng mà mình nói gọi là giống như mà một lần trúng một lần khó. Mình thấy các bạn hay dốc toàn bộ những thứ các bạn đẩy vào một con, để các bạn nghĩ rằng khi mà một lần mà các bạn chiến thắng, khi mà đầu tư cái crypto đó, là cái cuộc đời các bạn sẽ hoàn toàn thay đổi. Thì mình thấy là cái điều đó, các bạn hấp tấp như vậy là cái điều đó nó hoàn toàn sai. Và nó sẽ dẫn tới ngay cả khi các bạn chọn được cái crypto đúng, mua được một cái mức giá tốt, thì chính cái sự hấp tấp của các bạn á, các bạn sẽ không có đủ cái sự kiên nhẫn để chờ nó đi những cái nhịp dài. Mà chỉ cần nó hạ một cái thôi là các bạn sẽ quản, các bạn sẽ bán sạch hết. Thì một cái cuối mà mình muốn nói với các bạn á, là nên rõ ràng trong cái việc đầu tư. Mình thấy nhiều bạn á, hay thích những cái kèo mà low cap cũng như là những cái kèo mà hay gọi là xổ số á, thì mình không có ý kiến về các cái kèo này. Tại vì những cái kèo này nó vẫn kiếm được tiền, nhưng mà bản thân mình á, các bạn phải hiểu rõ là cái gì đầu tư thì nên để khoản đầu tư dài hạn cho nó, còn cái gì mua xổ số thì phải để riêng một khoản cho nó. Chứ các bạn đừng có quy chụp là các bạn nói là đầu tư nhưng các bạn phải dùng số tiền toàn bộ của mình các bạn đi mua xổ số hết, mà các bạn gọi là đầu tư thì cái đó nó không đúng. Rồi các bạn thua lỗ, các bạn không kiếm được tiền, thì các bạn lại quay sang các bạn nói là thị trường crypto này nó lừa đảo. Thì cái điều đó là mình thấy là nó rất là sai lệch. Mình hoàn toàn đồng ý quan điểm này luôn, bởi vì nhất là những bạn mới nha, mấy bạn mới vào thị trường á, là bắt đầu đi tìm hiểu các group, xong rồi đi tìm kèo, đúng không? Các bạn gọi là kèo, đi tìm kèo, coi mua con này, mua con kia, ai hô con gì là mua con đấy. Nhưng mà các bạn lại không tìm hiểu về con đấy là gì, để đến khi mà bị FOMO theo người ta, xong rồi mua rồi, mấy bạn mới lên group, mấy bạn hỏi là con này như thế nào rồi, con kia như thế nào rồi. Thì mình thấy một cái tâm lý đấy là phổ biến, và những cái bài học của bạn chia sẻ cực kỳ hay luôn, và nó rất là đúng nha. Các bạn trước khi vào thị trường, các bạn phải xem là mình thuộc trường phái gì, thuộc cái style gì. Style là hold dài hạn, hay là đánh scalp, hay là chơi kiểu rủi ro cao. Tùy vào số vốn của mình nữa, số vốn của mình nhỏ hay là lớn, hay là đó là những cái số vốn mà mình phân bổ vốn trong cái danh mục đầu tư của mình như thế nào. Như là bạn nói là xổ số, sitcoin qua một bên, rồi đầu tư dài hạn qua một bên, hay là scalp qua một bên. Nó sẽ có rất là nhiều những thứ và những cái bài học mà mình không thể nào nói được trong hết buổi ngày hôm nay, và Lucas cũng không thể nào nói hết được cho các bạn. Các bạn phải tự đọc và tự tìm hiểu về thị trường thôi, bởi vì crypto không phải là mua Bitcoin ok, bán ra ok, có lời, mua thấp bán cao ok. Đấy, mà nó sẽ có rất nhiều thứ ở trong đấy, mà các bạn hãy tự tìm hiểu là cách tốt nhất. Bởi vì chỉ có tự tìm hiểu, tự đánh và tự thua, mà tự mất tiền của mình á, thì mình mới rút ra được các bạn học cho riêng mình thôi. Ok, thì đó là cái mà mình với lại Lucas muốn truyền tải trong ngày hôm nay. Thì hy vọng là các bạn xem video, các bạn đã học được cho mình một cái gì đấy, hoặc là ít nhất thì các bạn cũng lắng nghe được cái câu chuyện và chia sẻ từ Lucas trong video ngày hôm nay ha.
Ok, vậy thì các bạn nhớ đây, đây là một video là dự thi nha mọi người, dự thi vòng 2. Cho nên là Lucas rất là cần các bạn, chúng ta hãy ủng hộ bằng cách là like nè, subscribe kênh YouTube của K68 TV, cũng như là để lại một cái comment ở bên dưới. Bởi vì tụi mình sẽ tính điểm video bằng cách những cái hành động đó của các bạn sẽ giúp ích cho cái video này được điểm cao hơn và tương tác nhiều hơn. Ok, bạn nào mong muốn ủng hộ thì chúng ta hãy like, subscribe và comment nha. Và cảm ơn Lucas rất là nhiều đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Mọi người có biết không, bây giờ là 11 giờ đêm rồi, nhưng mà tụi mình, nhưng mà Lucas vẫn dành thời gian ra để chia sẻ, để nói chuyện, thì cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok, okay, mình thì cũng xin anh nói cái lời cuối là cảm ơn, là thực sự là mình á, thì không phải là một người làm về mạng xã hội hay là YouTube, cho nên á, mình cũng cái chung là có nhờ được cái event mà trailer cái chuyện của K68 như thế này nè, mình mới mạnh dạn mình tham gia, mình chia sẻ với một cái tâm niệm là mình muốn, thứ nhất là cái cá nhân mình muốn lưu trữ là một cái dấu ấn về mình nhìn lại một cái gì đó, cũng như là mình mang cái câu chuyện của mình ra cái cộng đồng để có thể là ở một cái bạn nào đó hay là một cái những người tham gia đầu tư á, cũng sẽ vấp hay là những có những cái suy nghĩ mà nó chưa có đúng để mà họ tránh, để mà không có mất tiền quan. Tại vì đối với mình á, thì với những cái sự thất bại mà bạn đã đầu tư, bạn đã có cái sự học hỏi, cân nhắc cho nó, thì đó mới là cái nền tảng vững chắc mà giúp cho bạn chiến thắng được cái thị trường này, cũng như là kiếm được nhiều cái lợi nhuận hơn. Còn nếu mà cứ, mình xin lỗi là mình nhận thức là nếu các bạn cứ gamble liên tục, thì mình nói là dù các bạn gamble 5 lần, 10 lần thất bại, các bạn cũng sẽ không bao giờ đổi được một cái lần mà các bạn thành công hay chiến thắng trong cái thị trường này. Một câu nói rất là sâu sắc, rất sâu sắc ý nghĩa. Và mình hiểu ý của bạn, tức là cái cuộc thi này bạn không có tới để giành giải thưởng hay là câu like, câu view này kia, mà bạn muốn qua cái cuộc thi này bạn có cơ hội được chia sẻ cái suy nghĩ của mình và cái trải nghiệm của mình đến cho tất cả mọi người, để không ai vấp ngã lại cái vấp ngã mà bạn đã từng làm trong quá khứ. Ok, đúng không ta? Mình nói như vậy có đúng không? Dạ, xác. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay nha. Và ok, chúc các bạn có một ngày vui vẻ, cũng như là chúc Lucas ngủ ngon. Nha, chúc Jenny, K68 và các bạn admin đã hỗ trợ. Ok, cảm ơn bạn. Rồi, bye bye nha. Nha, chào Jenny.